Một điểm đáng chú ý khác theo thông tư số 39 là kể từ 15 tháng 3 tới đây, các đối tượng không phải là pháp nhân sẽ không đủ tư cách chủ thể vay vốn. Như vậy thì trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình và các tổ chức không có tư cách pháp nhân khác sẽ không đủ tư cách chủ thể vay vốn. Kính thưa quý vị, nhằm tạo cơ sở cho việc hoạch định và dự báo về thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản Việt Nam. Theo đại diện Bộ Xây dựng, việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là nhằm tạo cơ sở mang tính thống nhất, có độ tin cậy cao về thị trường bất động sản Việt Nam. Đây cũng sẽ được sử dụng làm cơ sở cho việc quản lý chính sách và hoạch định thị trường của cơ quan quản lý nhà nước. Theo thông tư số 27 được ban hành hồi giữa tháng 12 vừa qua, hệ thống cơ sở dữ liệu này sẽ thống kê gần như tất cả các số liệu liên quan đến thị trường bất động sản như số lượng nhà ở, diện tích sàn xây dựng, giá bất động sản, số lượng giao dịch, v.v. Hiện Bộ Xây dựng đang vận động các doanh nghiệp trong ngành phối hợp cung cấp thông tin để sớm hoàn thành đưa hệ thống dữ liệu này vào sử dụng. Đây là vấn đề mà chúng ta có thể nói là yếu nhất trong giai đoạn vừa qua. Phát triển thị trường nhưng mà chúng ta thiếu một cái hệ thống thông tin đầy đủ, chính thống, kịp thời và minh bạch. Thì chúng tôi mong rằng với cái Hiệp hội Bất động sản với một cái lực lượng hội viên đông đảo gần 1.000 hội viên thì chúng tôi mong rằng mà để có hệ thống thông tin này thì phải có rất nhiều cái thông tin từ các cái doanh nghiệp bất động sản, từ các dự án bất động sản. Và không ai khác, chính là các hội viên sẽ là nỗ lực phối hợp với các cơ quan nhà nước để cung cấp hệ thống thông tin này. Hiện tại, dù chưa có hệ thống dữ liệu mang tính chính thống của nhà nước, nhưng thị trường bất động sản Việt Nam đã có sự tham gia của nhiều hãng nghiên cứu và tư vấn uy tín của quốc tế như CBRE, Savill, JLL, v.v. Định kỳ, các hãng này cũng thường xuyên cập nhật công bố các số liệu thống kê về thị trường nhà đất của Việt Nam, cũng như có những dự báo cho giới kinh doanh bất động sản trong nước.